Hello mọi người nha. Hôm nay là sáng, hôm nay là mình đi vô trong cái đám rừng ẩu đây. Con nghe nè. Dính được một con trùng nha mọi người. Con búp nha, to nha. Con đây cũng có tầm hơn 2 kg nha. 2 kg mấy 3 kg gì đó, bự nha. Búp nè. Khủng nha. Đây, to nha mọi người nha. Rất là khủng nha. Con 2 kg mấy 3 kg đó. Đây mọi người, thôi chào mọi người nha, để việc tắt máy nha, việc bắt chào mọi người, đọc nha, thơm nha, rất là thơm á.